Khoanh tay vào. Quay ra đây. Quay ra. Rồi, bây giờ con nói gì? Con xin lỗi mẹ ơi, lấy cho con được chưa? Mẹ Nói to lên, mẹ không nghe thấy. Không gì. Mẹ chưa tha lỗi cho con đâu, đứng nguyên ở đấy. Con gái con lớn mà tóc vảy lên như thế à? Khoanh tay vào. Không, gãi. Gãi là mẹ lại. Mẹ lại đánh non vào tay đi nha. Không gãi. Không, đứng ngoan ngoại như thế, đứng thẳng lên. Lần sau có làm đủ sữa nữa không? Thế con có biết lần này là lần thứ mấy con làm đủ sữa không? Lần này mấy lần rồi? Mấy lần làm đổ sữa rồi? Mấy lần làm đổ sữa rồi? Lần này là lần thứ tư nhá. Bốn lần làm đổ sữa rồi nhá. Nhìn mẹ, mẹ. Mẹ, nhìn mẹ. Bốn lần làm đổ sữa rồi nhá. Bốn lần rồi đúng chưa? Thế mà vẫn chưa chừa à? Vẫn muốn làm đổ sữa à? Con có muốn uống không? Con có muốn uống sữa ạ? À? Thế tại sao lại làm đổ sữa? Không gãi nữa. Vì con mải chơi nên làm đổ sữa đúng không? Bây giờ thì hết rồi. Đổ mất rồi còn đâu nữa mà đòi uống. Bây giờ mẹ hỏi con tại sao con lại làm đổ sữa? Vì con không muốn uống sữa à? Con có muốn uống sữa không? Không biết rồi. Hỏng bình rồi hả? Tại sao? Tại sao lại làm hỏng bình? Bởi vì con mải chơi. Đúng không? Mẹ ơi. Vì con mải chơi đúng không? Mời chơi Thế lần sau thì thế nào? lại sẽ không Không mải chơi nữa. không mời chơi nữa Mẹ nói uống sữa là uống sữa. lâu sớm Đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên. Lần sau có thế nữa không? lại sẽ không không đời sớm mẹ ơi. Nhớ chưa? Mẹ Lần sau mà còn thế thì mẹ cho con nằm xuống đây nhá. Nhớ chưa? được chưa? Nằm hẳn xuống đây xong rồi test và đít nhá. Test thật mạnh. Không thích mẹ ạ. Có muốn bị ăn đòn không? Không ăn Có nhớ vừa rồi ăn đòn đau không? đòn đâu Thì có nhớ vừa rồi ăn đòn đau không? không có ăn đòn, ăn đòn đâu. Buông váy xuống. Có nhớ là bị ăn đòn đau không? Có nhớ ăn đòn đau vào cái mông này không? Vừa rồi có đau không? Không đau đúng không? Không đau cái gì? Nằm xuống đây cho ăn đòn tiếp. Xuống đây à. Không gãi nữa. Úp, quay. Khoanh tay vào. Xin lỗi mẹ Không gãi nữa. ơi. Sao không nữa. Không gì. Không được xưa à. Chưa. Nữa rồi mẹ. Đứng thẳng lên. Lần sau mà còn làm đổ sữa nữa nhá thì lại nằm xuống đây nhá. Nằm xuống đây Nằm xuống đây rồi mẹ cho ăn đòn nhá. không ăn đòn mẹ.
tại sao lại không ăn đòn, hư thì phải ăn đòn. Nhớ chưa? Con muốn ăn đòn không? Con có muốn bị ăn đòn không? Thế thì phải ngoan, nhớ chưa? Thế thì ngoan ạ. Mẹ nói phải nghe, nhớ chưa? Mẹ nói phải nghe ạ. Có vâng lời không? Có vâng lời ạ. Lần này mẹ tha nha. Lần này mẹ tha nha. Lần này mẹ tha ạ. Mẹ tha cho con ạ. Mẹ tha cho con ạ. Mẹ tha lỗi cho con ạ. Mẹ tha lỗi cho con ạ. Con nhớ rồi ạ. Nhớ rồi mẹ. Nhớ chưa? Nhớ rồi mẹ. Lần sau như thế là mẹ cho nằm xuống đây nha. Ăn đòn bằng cái roi thật to nhá. Thôi nha. Rút kinh nghiệm nha. Nhớ chưa? Nhớ rồi mẹ. Thôi. Mẹ thương mẹ lắm nha. Thương con đúng không? Thương con. Mẹ có yêu con không? Mẹ có yêu con. Thế con có yêu mẹ không? Con có yêu mẹ. Con yêu mẹ, con phải uống sữa nha. Mẹ mất bao công mẹ mới vắt được từng đấy sữa cho con mà con lại như thế à? Mẹ mất bao nhiêu công mới vắt được từng đấy sữa, rồi là tiết kiệm sữa cho của em để mà cho con uống nữa, thế mà con lại làm đổ như thế à? Hả? Mấy lần làm đổ sữa rồi như thế thì có phải là phí không? Nghe mẹ nói không? Nghe mẹ nói ạ. Ngồi xuống. Phải tiết kiệm sữa nha. Mẹ đưa bình cho rồi uống tử tế chứ không phải chơi nha. Sao không phải chơi nữa nhớ chưa? Không mải chơi. Chơi uống ạ. Sữa là phải uống, phải uống mẹ. Đến giờ ăn là phải ăn, phải ăn. Nhớ chưa? Nhớ chưa hiểu không? Mẹ chua nữa. Rồi nhìn đi, lần sau mẹ phạt đứng úp mặt vào tường lâu hơn nha. Nhớ rồi mẹ. Nhớ đấy nhá. Gật đầu hả? Nhớ đấy nhá. Nhớ mẹ. Vâng chưa? Vâng rồi ạ. Vâng mẹ. Vâng mẹ. Bây giờ mẹ bảo con nhá, con đi cất đồ chơi đi. Con nhìn cái bãi chiến trường của con kìa. Khiếp luôn. Bạn đâu nhỉ? Bạn đây à? Bạn ở đâu?